Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh về âm thanh bài, âm thanh cổ. Chúc tất cả một ngày tốt lành và trở lại với clip ngày hôm nay. Khôi giới thiệu đến anh em một bộ ghép mà rất là đẳng cấp luôn, đến từ thương hiệu nổi tiếng. Đó là một cặp loa đến từ hãng Tannoy Đồng Trục. Model của nó là Aden MK2. Cặp loa cực kỳ nổi tiếng này. Nổi tiếng về cái model, nổi tiếng về cái chất âm luôn. Và đặc biệt là có cái ngoại hình rất là to, rất là gấu luôn, rất là hầm hố luôn. Và bên cạnh đó là một con âm ly đèn đến từ hãng The Voice of Music. Model của nó là 1428. Thì không giấu gì anh em, cái con âm ly này rất được nhiều ca sĩ đang sử dụng để nghe nhạc, để phát hành CD. Trong đó có ca sĩ Thúy Hà anh em. Thúy Hà mà anh em đang hay nghe nhạc đó thì đang sử dụng con âm ly này để đánh vào anh test, đánh vào tan noi luôn nha. Rồi, chia sẻ với anh em một chút xíu thông tin thôi. Còn bây giờ mời anh em cùng với Khôi mình sẽ xem cặp loa ngày hôm nay. Thì Khôi hôm nay có để cái lưới, Khôi cố tình quay cho anh em xem lưới, tại vì cái cặp loa này là lưới zin, nó sẽ có giá trị hơn những cái cặp loa đã căng lại lưới rồi anh em nha. Lưu ý như vậy để anh em biết được cái giá trị của cặp loa lưới zin tem zin. Bây giờ Khôi đưa máy gần anh em cùng xem. Đây đó. Đây là cái lưới zin anh em nha, lưới zin này tem zin luôn đó, cho anh em xem luôn ha. Đó, rất là đẹp đó. Cái lưới căng lại thì nó cũng gần giống như vậy nè, nhưng mà dù sao lưới zin thì nó vẫn có giá trị hơn nha. Đó, Khôi đang mở nhạc, Khôi sẽ mở nhỏ lại tí nha. Và theo yêu cầu của tất cả mọi người là hôm nay Khôi sẽ đánh bolero, thì Khôi tí Khôi sẽ test bolero nha. Đây nè, cái dòng mà Aden MK2 thì nó sẽ là hai mảnh, mà cái dòng mà Beckley á thì nó sẽ là hai mảnh, còn dòng mà MK2 này nó sẽ là ba mảnh, nên nó nhìn nó rất là đẹp anh em ha. Hay các ba mảnh rất là đẹp anh em nha. Đó, cái chỗ này bưng lên á nó bị chày một tí xíu á, trong một bằng một cái hột hột gạo thôi, thì cái này là mình sẽ khâu nó phía trong được cái này. Đó, bưng lên cầu thang á nó bị chày một tí xíu. Rồi, rất là đẹp rồi đây. Rồi, ok ha. Rồi bây giờ Khôi sẽ tháo nó ra rồi quay luôn cho anh em xem ngoại hình nè. Thùng là vuông vức nè. Đời này anh em, đời này là thùng gỗ đẹp anh em nha. Thùng gỗ đẹp kiểu như thùng gỗ ốc chó nha, chứ không phải thùng gỗ làng vàng như mấy cái kia. Đó, đây rất đẹp luôn, rất tuyệt vời nè. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, ok ha. Rồi, bên này cũng vậy nè. Anh em cùng xem qua một tí. Rồi, chân cặn dưới còn rất đẹp. Khôi sẽ tháo lưới ra rồi Khôi sẽ nói tiếp nha. Rồi, ok, Khôi vừa tháo cái căng ra rồi nè. Đây, Khôi để xuống cho anh em theo thứ tự là ba mảnh lên ha. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Đó. Rồi, cái phần quan trọng là phần về loa và cụ loa nè. Đó. Thì cái đời này là bass 4 tấc nha, bass 4 tấc. Nên cái chiều rộng của cặp loa này nó tới 6 tấc. Anh em lưu ý nha, và chiều cao của nó là hơn 90. Đó, nên mình sẽ ướm chừng cái kích thước. Đó. Bây giờ Khôi sẽ đưa máy gần để anh em cùng xem. Đây, rất là đẹp rồi đây. Đó, tuyệt vời ha. Tuyệt vời ha. Gân thì chắc chắn rồi, nó là dùng gân mút anh em nhé. Đó, bát 4 tấc này, bát giấy anh em ha. Đồng trục anh em. Phía trong này là cái phần còi ở trong á, thì ở đây nó có một cái hàng này làm một cái miếng cái mũi loa bằng vải á, để che nó lại anh em. Tránh cái trường hợp là côn trùng bụi bặm vào anh em ha. Rồi. Đây là kiềng vàng anh em. Kiềng vàng này zin nha, không có sơn anh em nha. Đảm bảo với anh em là không sơn tút, zin từ con nóc luôn. Đó. Rồi, ok, dưới này có hai cốt server anh em. Cụ này là cụ 3828 anh em nha. Cụ 3828. Hai cốt server chỉnh cái dải trên này. Đó, tùy theo mình nghe tai mà mình sẽ chỉnh nha anh em. Bên này là để cái thông số này. Thông số của nó là cặp loa này 91 dB anh em, 85W 8 ohm. Đó. Nhưng mà cái gì, nhưng mà cái phần mà đánh của nó á, thì âm ly chỉ cần ngửi đèn là cũng ra được rồi. Đó. Đây. Cặp này là đẹp anh em. Đặc biệt là cái màng đẹp. Màng đẹp anh em nhé. Nhìn kỹ giúp Khôi ha. Rất đẹp. Rất tuyệt vời. Đó. Ta nói thì quan trọng cái độ đẹp nên nó rất là đẹp. Anh em xem cái thùng gỗ ha. Đó. Xem kỹ lại một lần nữa. Những cái chỗ nào mà chưa rõ thì anh em cứ hỏi Khôi ha. Thùng là vuông vóc ha. Cái chỗ này nè. Chỗ này vận chuyển này nè. Nó bị sức một tí xíu này, tí xíu thôi.
Đó, muốn xử lý thì xử lý nè, không vấn đề gì anh em nha. Đó, anh em xem kỹ, chưa rõ thì hỏi Khôi nha. Để khi mình ship về rồi á thì lại phần nào thì chết Khôi luôn nha. Đó. Bên này của mình là một chút xíu ha, chút xíu. Tại vì sao thùng gỗ lạng anh em? Là nên cái khâu vận chuyển cho một cái cặp loa to mà nặng như thế này, 50 kg cho một cái như thế này thì không thể nào tránh khỏi. À, muốn đẹp nữa thì chỉ có là đem đi dọn thôi nha. Bên này thì đẹp anh em này. À. Đó, bên này thì đẹp nè. Anh em nhìn kỹ ha, tuyệt vời. Rồi cái chỗ này nè, đây cũng là do là vận chuyển đây. Cái này là bưng lên lầu này. Thì to nó nặng á, khi mình xoay cầu thang thì nó bị cái chỗ này bị dập cái chỗ này. Nhưng mà không sao, Khôi đã dán dán keo lại rồi nha, dán keo lại rồi. Đó. Còn mấy cái chỗ lăm nhăm thì không đáng kể. Đó. Chụp hình thì nhiều lúc anh em không rõ đâu, nhưng mà Khôi thì có kỹ lưỡng quay cho anh em xem luôn. Để em thấy rõ là những cái gì mà cần xem thì phải xem. Đó, những cái phần nhược điểm thì Khôi đánh giá nó không đáng kể. Không đáng kể này. À, trong một cái cặp loa bài cổ thì được gọi là đẹp anh em nha. Phải nói là như vậy. Đó. Ok ha. Anh em cùng xem nha. Đó. Khôi quay bằng điện thoại và quay vào ban đêm. Đó, iPhone thì các cái file Khôi quay thì Khôi còn đều lưu trong máy nên không có cái gì mà giấu giếm hết. Đó. Anh em nhìn từ xa ha. Khoảng cách ở đây là khoảng cỡ 2 mét. Đó, 2 mét. Lúc nào cũng vậy nè. Rồi. Mọi thứ ổn, bao zin tuyệt đối cho anh em luôn. Đó. Mình nói ở trên này á là những có nhiều người chưa chơi cũng có thể yên tâm, tại vì không phải một người nghe mà là hàng triệu người đang nghe, đang xem clip. Nên là cái danh dự uy tín của mình là lúc nào cũng đặt lên hàng đầu. Anh em yên tâm mua hàng nhé. Rồi ok. Tiếp theo là phần bao phối ghép thì có nói rồi, ghép với đèn, ghép với lút man, ghép với Acufay. Những người chơi thì họ họ sẽ dùng lút man đời hoặc là Acufay. Còn riêng với cá nhân của Khôi thì ghép đèn thì giống như trên clip này. Khôi ghép một con 5 ly đèn cổ đến từ hãng The Voice of Music. Model của nó là 1428 nha. Công suất thiết kế rất là cao. Nên mặc dù là nhỏ, rẻ tiền nhưng mà công suất ra tốt, đánh tốt hoàn toàn là 4 tấc luôn. Nó đồng chuột này. Thì cái con này Khôi bán rất là nhiều, tùy theo con anh em. Có con 26 triệu rưỡi, có con 28 triệu rưỡi, có con dưới hơn, có con thì cao hơn. Tại vì tùy theo đợt hàng nhập về và tùy theo cấu hình bóng. Anh em lưu ý chơi đèn là cấu hình bóng. Cùng một là con 5 ly, nhưng mà có con 50, có con 40, có con 30 nhé. Đó, mình chỉ là nói vậy để anh em tham khảo và so sánh nha. Rồi. Làm sao em nói
ngày đi nông.